dạ vâng thông qua chia sẻ của cô son thì chúng ta có thể thấy là không chỉ riêng trường hợp của cô son đâu ạ mà rất nhiều những bệnh nhân mà đang trong quá trình hóa xạ trị đều gặp những cái vấn đề gọi là tác dụng phụ vậy thì bác sĩ có thể cho biết rõ hơn là những tác dụng phụ đó là gì và vì sao nó lại xuất hiện được không ạ? À, trước hết thì chúng ta phải thấy rằng cái điều trị ung thư ấy là sử dụng những biện pháp rất mạnh để tiêu diệt tế bào ung thư xạ trị nó có cái tác dụng là dùng những tế bào dùng những cái tia năng lượng cao để tiêu diệt những cái tế bào ung thư còn hóa trị tức là sử dụng những cái thuốc và đường uống hoặc đường tiêm truyền vào đường mạch máu để là giúp cho người bệnh là kìm hãm lại được những cái ung thư và những cái thuốc này nó tìm đến những cái tế bào ung thư để nó tiêu diệt bởi vì nó truyền vào đường máu mà thì tất cả những cái tế bào ung thư nào trong cơ thể đều phải được nuôi dưỡng một máu của chúng ta thì nó sẽ tiêu diệt những cái tế bào đấy thì đấy là cái cách sử dụng để tiêu diệt những cái tế bào ung thư một cách phối hợp toàn diện đấy. thế bây về từng vấn đề một Thế thì xạ trị thì những cái triệu chứng phụ nó là gì, cái gì và tại sao nó lại như vậy? Thì ở những cái giai đoạn sớm, ví dụ như của bác Son đây thì là giai đoạn sớm thì là nó cảm giác là nó nóng rát ở cái vùng tia. Đấy, tia vào đâu nó nóng rát ở đấy bởi vì nó là tia năng lượng cao. Thứ hai là cái da nó sẽ xạ Thế còn dữ liệu thứ ba nữa là có thể làm cho người bệnh rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi bởi vì là cái xạ năng lượng cao như thế nó làm tiêu diệt những cái tế bào tạo máu của chúng ta. Cho nên là cơ thể mình xanh xao đấy nghiêm mạc thì nhợt ra đấy, người gầy ốm yếu đấy, thì đấy là những cái tác dụng gần còn tác dụng xa của nó thậm chí có khi một vài năm nó còn kéo dài thì có thể là sẽ gây ra những cái gọi là teo cái khu vực mà xạ thế rồi lét bởi vì nó nó giảm thiểu cái mạch máu nuôi dưỡng cho nên có cái vùng đó nó bị teo đi và nó có thể thậm chí bị lét đấy, đấy là tác dụng mà mạnh hơn nặng hơn đấy, riêng cái xạ trị nó đã cái tác dụng nó đã mạnh như thế rồi còn bên cạnh đó là cái hóa trị thì các cái hóa chất chúng ta sử dụng thì đều mang tính độc tính với tế bào bởi vì để nhằm nó giết cho tế bào ung thư mà thì nó phải độc để cho tế bào nó mới chết được thế thì bên cạnh những cái tế bào ung thư bị chết thì bên cạnh đó chúng ta tế bào lành chúng ta cũng bị tổn thương đấy cũng bị hại thế thì gồm có những cái biểu hiện nào khi mà sử dụng những cái hóa chất độc hại như vậy là nó ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa thì như bác son vừa mới kể các quý vị đã thấy rồi một cái ấn tượng là nôn buồn nôn và bên cạnh đó thì có thể lại còn lét miệng lét miệng làm cho bệnh nhân đau không ăn được ảnh hưởng thứ hai là hệ tim mạch tim mạch là làm sao làm cho cái nhịp tim của bệnh nhân nó rối loạn có những bệnh nhân coi như nhịp rất nhanh thậm chí loạn nhịp cho nên lại khó khăn cho trong cái điều trị của chúng tôi thứ ba là cái hệ thần kinh hệ thần kinh thì là làm sao làm cho con người ta là lo lắng trầm cảm mất ngủ tiếp theo cái nữa cuối cùng là hệ tạo máu hệ tạo máu thì khi mình hóa chất vào như thế những cái hóa chất độc như thế làm cho những cái tế bào máu của chúng ta nó bị tiêu diệt, bị ảnh hưởng cùng. Ví dụ như là hồng cầu sẽ giảm, bạch cầu sẽ tụt xuống, tiểu cầu cũng sẽ giảm xuống và cái biến chứng phụ của cái vấn đề giảm tiểu cầu, bạch cầu rất nguy hiểm. Quý vị biết rồi tức là nếu như giảm tiểu cầu có thể bệnh nhân sẽ xuất huyết, nếu giảm bạch cầu bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng. Đấy, rất khó cho cho việc điều trị của chúng tôi là lúc đấy là phải phối hợp thêm vào. Nếu bệnh nhân có giảm bạch cầu, tiểu cầu thì chúng tôi phải truyền máu rồi dùng thuốc kháng sinh để nhằm không, cho bệnh nhân không bị nhiễm trùng rồi làm sao đấy để tăng kích tăng tiểu cầu lên để cho bệnh nhân không bị sốt huyết tức là cái thứ pháp như thế nó rất nguy hiểm đấy gần đấy cái tác dụng phụ nó tác dụng lên một cái cơ thể con người làm cho là bệnh nhân suy sụp rất nhanh lo lắng về cơ thể của bản thân mình mà những người xung quanh đặc biệt là những người thân cũng phải luôn luôn đau đớn để tìm ra phương pháp làm như thế nào để có thể giúp đỡ người bệnh mà mình đang chăm sóc thế thì không biết là bác sĩ có thể đưa ra một vài những cái phương pháp để chúng ta có thể khắc phục những tác dụng phụ hay là những cái triệu chứng mà bác sĩ vừa nêu được không ạ? Đối với những người bệnh trong bệnh viện hoặc là điều trị ở chỗ chúng tôi thì bao giờ chúng tôi cũng nhắc nhở bệnh nhân là phải chuẩn bị một cái thứ nhất là tinh thần thật tốt để chuẩn bị cho một cuộc chiến vật lộn giữa cơ thể của chúng ta với bệnh ung thư và với các phương pháp điều trị. Thứ hai nữa là phải bổ sung năng lượng bằng cách là gì? Ăn uống. Bởi vì quý vị đã thấy rồi là trong cái quá trình điều trị như thế bệnh nhân không thể ăn được đấy bỏng rát miệng lét miệng rồi không có cảm giác thèm ăn đấy, thế thì như vậy là nó sẽ rất khó khăn cho vấn đề cơ thể nâng đỡ cơ thể vậy thì chúng ta phải nâng đỡ cơ thể bằng cái gì thứ nhất là phải sử dụng nhiều cái thức ăn thật tốt để ít thôi nhưng mà chất lượng để đảm bảo cho người bệnh có cái năng lượng tốt như là à, cá nhiều này thế rồi thịt gà đây thế rồi những cái trứng này những cái đậu này sữa này đấy là phải thường xuyên được bổ sung để đảm bảo được cái lượng protein năng lượng cho bệnh nhân thứ hai là những cái nước ép của các cái trái cây ví dụ nước cam nước bưởi ví dụ nước táo bổ sung vitamin ví dụ như là kẹm ví dụ như magie thì tất cả những cái đó là chúng tôi phải yêu cầu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân làm sao phải có được cái dinh dưỡng cho bệnh nhân tốt nhất rồi ngoài ra thì phải bệnh nhân phải uống đủ nước thường xuyên Đấy, bên cạnh đó là chúng ta có thể là bôi hoặc là mặc hoặc là sử dụng những cái vải mềm để những cái vùng tia nó không bị cọ sát khi fucoidan kết hợp với beta glucan sẽ tạo thành một chất chống oxy hóa mạnh bổ sung Fucodan phát huy tối đa hiệu quả sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe fucoidan nhật bản được chiết xuất từ tảo nâu mô dư cự là loại tảo có hàm lượng fucodan cao nhất kết hợp với beta glucan chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch hỗ trợ hiệu quả cho người ung thư chuyên dùng cho người đang điều trị hóa trị xạ trị người có các khối u người trong gia đình có người thân bị ung thư